Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Cách đây gần 80 năm, đứng trước những yêu cầu thực tiễn của cách mạng, tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Bản chỉ thị lịch sử này là một văn kiện có tính chất cương lĩnh quân sự của Đảng, đề cập một cách toàn diện đường lối quân sự của Đảng. Nội dung của bản chỉ thị 1. Tên, đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự nó là đội tuyên truyền vì muốn hành động có kết quả thì về quân sự nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng cho nên theo chỉ thị mới của đoàn thể sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích cao bắc lạng số cán bộ đội viên kiên quyết hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân cần phải động viên toàn dân vũ trang toàn dân cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập nên một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên. 2. Đối với các đội vũ trang địa phương, đưa các cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các cán bộ đã huấn luyện đi các địa phương trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt phối hợp tác chiến. 3. Về chiến thuật, vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, này đồng mai tây, lại vô ảnh, khứ vô tung. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn Anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, những tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc Chí Nam, khắp đất nước Việt Nam. Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Hoàng Hoa Thám, Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chính thức làm lễ thành lập gồm 3 tiểu đội, với 34 chiến sĩ được chọn lọc từ những chiến sĩ du kích cao Bắc Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Trong số 34 cán bộ chiến sĩ của đội có 29 người dân tộc thiểu số bao gồm 19 đồng chí dân tộc Tài, 8 đồng chí dân tộc Nùng, 1 đồng chí dân tộc Mông, 1 đồng chí dân tộc Giao, còn lại 5 đồng chí dân tộc Kinh. Danh sách các đội viên đầu tiên 1. Trần Văn Kỳ, Bí Danh, Hoàng Sâm, Trần Sơn Hùng, dân tộc Kinh, quê quán, xã Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 2. Dương Mạc Thạch, Bí Danh, Xích Thắng, dân tộc, tày, quê quán, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 3. Hoàng Văn Xiêm, bí danh Hoàng Văn Thái, Ngô Quốc Bình, dân tộc, kinh, quê quán, xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 4. Hoàng Thế An, bí danh Thế Hậu, dân tộc, tày, quê quán, đào ngạn, Hà Quảng, Cao Bằng. 5. Bế Bằng, bí danh Bế Kim Anh, dân tộc Tày, quê quán Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng. 6. Nông Văn Bát, bí danh Đàm Quốc Trùng, dân tộc Tày, quê quán Bình Long, Hòa An, Cao Bằng. 7. Bế Văn Bồn, bí danh Bế Văn Sắt, Hồng Quân, Mậu, dân tộc Tày, quê quán Bình Long, Hòa An, Cao Bằng. 8. Tô Văn Cắm, bí danh Tô Tiến Lực, Đinh Lực dân tộc Tày, quê quán Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng. 9. Nguyễn Văn Càng, bí danh Thu Sơn, dân tộc Tày, quê quán Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng. 10. Nguyễn Văn Cơ, bí danh Đức Cường, dân tộc Kinh, quê quán Đề Thám, Hòa An, Cao Bằng. 11. Trương Văn Củ, bí danh Trương Đắc, Đồng, dân tộc Tày quê quán, minh tâm, nguyên bình, cao bằng. 12. Hoàng Văn Cùn, bí danh, hoàng quyền, thịnh, dân tộc, Tày, quê quán, tràng xá, võ nhai, thái nguyên. 13. Võ Văn Rảnh, bí danh, võ văn luận, dân tộc, kinh, quê quán, đức hóa, tuyên hóa, quảng bình. 14. Tô Vũ Dâu, bí danh, thịnh nguyên, dân tộc, Tày, quê quán, Vinh Quang, Hòa An, Cao Bằng. 15. Dương Văn Dấu, Bí Danh, Dương Đại Long, Dân Tộc, Nùng, Quê Quán, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. 16. Chu Văn Đế, Bí Danh, Nam, Dân Tộc, Tài, Quê Quán, Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng. 17. Nông Văn Kiếm, Bí Danh, Liên, Dân Tộc, Tày, Quê Quán, Tam Kim, Nguyên Bình, cao bằng 18. Đinh Văn Kính, bí danh Đinh Trung Lương, dân tộc Tày, quê quán Lê Lợi, Thạch An, cao bằng 19. Hà Hưng Long, dân tộc Tày, quê quán Nam Tuấn, Hòa An, cao bằng 20. Lộc Văn Lùng, bí danh Văn Tiên, dân tộc Tày, quê quán Mai Pha, cao Lộc, Lạng Sơn. 21. Hoàng Văn Lường bí danh, kinh phát, dân tộc, nùng, quê quán, đức vân, ngân sơn, bắc cạn. 22. Hầu A Lý, bí danh, hồng cô, dân tộc, mông, quê quán, minh tâm, nguyên bình, cao bằng. 23. Long Văn Mần, bí danh, ngọc trình, dân tộc, nùng, quê quán, bình long, hòa an, cao bằng. 24. Bế ích nhân, bí danh, bế ích vạn, dân tộc, Tày, quê quán, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Cạn. 25. Lâm Cẩm Như, Bí Danh, Lâm Kính, dân tộc, Kinh, quê quán, Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng. 26. Hoàng Văn Nhùng, Bí Danh, Xuân Trường, dân tộc, Tày, quê quán, Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. 27. Hoàng Văn Ninh, Bí Danh, Thái Sơn, dân tộc, Nùng. Quê Quán, Thượng Ân, Ngân Sơn, Bắc Cạn. 28. Giáp Ngọc Báng, Bí Xanh, Nông Văn Bề, Thân, Dân Tộc, Nùng, Quê Quán, Hoàng Trung, Hòa An, Cao Bằng. 29. Nguyễn Văn Phán, Bí Danh, Kế Hoạch, Dân Tộc, Tài, Quê Quán, Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng. 30. Ma Văn Phiêu, Bí Danh, Bắc Hợp, Dân Tộc, Tày, Quê Quán, Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng. 31. Đặng Tuần Quý, Dân Tộc, Giao, Quê Quán, Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng. 32. Lương Quý Sâm, Bí Danh, Lương Văn Ích, Dân Tộc, Nùng, Quê Quán, Nả Xác, Hà Quảng, Cao Bằng. 33. Hoàng Văn Súng, Bí Danh, La Thanh, Dân Tộc, Nùng, Quê Quán, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. 34. Mông Văn Vẩy, Bí Danh, Mông Phúc Thơ, Dân Tộc, Nùng, Quê Quán, Tràng Xá, Võ Nhai, Thái Nguyên Chúng ta vừa ôn lại lịch sử đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Mr.PT hết kể chuyện lịch sử trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.